Tiếp tục chương trình là thông tin một số người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều ghế đá tại khu chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị sơn đen quảng cáo website cá cược. Một cư dân sinh sống tại chung cư Tây Thạnh cho biết vài tháng trước, ông ngủ dậy mở cửa thì thấy ghế đá trước nhà bị bôi bẩn bởi dùng chữ sơn màu đen. Không chỉ ghế đá trước nhà ông mà nhiều ghế đá ở khu vực chung cư Tây Thạnh cũng có các dòng chữ sơn màu đen tương tự. Nhiều ghế đá tại khu vực lô B, C, H chung cư Tây Thạnh bị sơn đen quảng cáo website cá cược. Gần trụ sở sinh hoạt khu phố 678 cũng có 4 ghế đá bị bôi bẩn bởi dòng sơn đen tương tự. Tương tự, gần đoạn giao đường S9 và đường kênh 19 tháng 5 cũng có 2 ghế đá bị sơn đen quảng cáo website cá cược. Trao đổi với phóng viên, ngày 10 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh cho biết đã nắm sự việc và đang chỉ đạo khắc phục xử lý.